Còn chị học viên ạ, chị chia sẻ là lúc trước thì chị rất lười đọc sách, nhưng mà lại muốn con mình hay đọc sách ạ. Và trước thì cứ giục mãi mà con không đọc, ngồi chỉ bảo là con phải đi đọc sách đi, đọc sách tốt lắm, những người thành công thì đều phải đọc sách con ạ. Nên là con phải chịu khó mà đọc đi, mẹ đã đi làm cả ngày rồi chỉ để bỏ tiền ra để mua được sách cho con thì con phải chịu khó mà đọc. Còn mẹ thì mất công, mẹ mất thời gian đi làm rồi nên mẹ không còn thời gian đọc. Đó, nhà mình có ai nói với con như vậy không ạ? Em nghe câu này nhiều lắm. Đây thì chị chia sẻ rằng là nay con ngủ dậy sáng sớm tự mở sách ra đọc cho em nghe luôn. Đó, và hành động làm gương ở đây chứ đâu là nhìn thấy mẹ là ồ mẹ cũng đọc. Và sau khi mẹ học đến bài là mình áp dụng 5 cái cấp độ đọc này, sắm cho con những cuốn sách mà phù hợp với cái thực trạng đọc của con, sách ở cấp độ 1 ạ, thì bất ngờ luôn. Con còn nhỏ như thế này nhưng mà đã đọc cho là em bé của mình ạ, và hai anh em cùng đọc rất là say sưa. Đó, hay là bác sĩ Hùng ạ, sau giờ ăn tối là cả nhà cùng đọc sách, và rèn thói quen đọc sách là rèn thói quen tự học. Hai bạn nhỏ nhà anh Hùng ạ là đang ngồi đọc, trong số những cuốn sách đấy sẽ được khéo léo lồng ghép những bài học đạo lý, những kỹ năng để các con ứng dụng, các con sống và các con có bài học ở trong đấy. Đó, rèn thói quen đọc sách là rèn thói quen tự học ạ. Thì nếu mà người lớn chúng ta làm gương ạ, một ngày chỉ một thời gian ngắn thôi, thì các con sẽ cực kỳ là được truyền cảm hứng bởi những trang sách.